Kính thưa sư, sư cho con hỏi, vùng aura tức là vùng hào quang từ một người phát ra là có thật không? Có phải khi dung lượng từ tâm của mình càng mạnh, mình sống hạnh phúc yêu đời, làm việc phước thiện thì mình tỏa ra hào quang vô hình, thu hút và làm ảnh hưởng đến người khác không? Và cái câu số 2 nó cũng có nội dung tương tự. Quý sư cho con hỏi các thuyết về năng lượng có đúng không? Nó có tương ứng với các trường hợp trong kinh tạng không ạ? Giống như năng lượng tích cực, năng lượng tiêu cực, năng lượng nữ tính, nam tính, năng lượng ô uế, vân vân. Con xin cảm ơn sư. Trước hết, trước khi trả lời thì sư có một vài cái báo cáo khoa học về việc nghiên cứu về cái hào quang trên con người đó. Quý vị có thể xem. Quý vị có thể xem cái nội dung thôi. Rồi nghiên cứu thứ hai. Chờ tí xíu. Đấy. Quý vị có thể lấy cái tiêu đề đó, rồi quý vị tìm thì sẽ đọc kỹ về những cái báo cáo nghiên cứu này. Đấy. Tức là đây là những cái báo cáo nghiên cứu khoa học về cái gọi là ánh sáng, gọi là cơ thể người phát ra ánh sáng ha. Thì những cái nghiên cứu này á, nó không phải là mới đây, mà người ta đã dùng các thiết bị quang học, người ta có thể chụp lại và thấy cơ thể con người á, có phát ra ánh sáng và có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên ánh sáng này á, nó yếu gấp 1.000 lần. Tức là cái cường độ ánh sáng yếu gấp 1.000 lần cái cường độ thông thường mà con người mắt thấy. Nhưng nó vẫn nằm trong dải ánh sáng có thể nhìn thấy được. Nó không giống như là ánh sáng tia hồng ngoại, là nó thuộc về dải ánh sáng nằm ngoài khả năng nhìn thấy của con người. Cho nên các cái nhà khoa học thì họ thấy rằng thì cơ thể người có ánh sáng. Và cái gọi là cái ánh sáng họ thấy là nó sáng nhất là ở vùng đầu, và các vùng còn lại thì yếu hơn. Đây là nghiên cứu khoa học. Và như Đại Đức Tuệ Tường nói ngày hôm qua, là nghiên cứu khoa học chỉ chứng minh, chỉ để chứng minh là lời Phật dạy là chính xác, chứ không phải là lời Phật dạy là để chứng minh khoa học thì không phải nha. Khoa học là họ nghiên cứu và họ chứng minh là lời Phật dạy là chính xác. Thì đối với kinh tạng á, ở trong pháp hành nha, thì một vị muốn tu tập thần thông đọc tâm của người khác á, thì vị ấy phải tu tập và chứng đắc tứ thiền của tu tập cái thiên nhãn thông, chứng tứ thiền hơi thở, và vị ấy phải đạt được thiên nhãn thông. Tại sao để muốn đọc tâm người khác thì phải có được thiên nhãn thông? Bởi vì á, khi có được thiên nhãn thông thì vị ấy, con mắt của vị ấy có thể nhìn thấy những cái sắc tướng vi tế hơn mà mắt thường khó nhìn thấy. Cụ thể ở đây là cái màu sắc ánh sáng của cơ thể người. Thì thông qua màu sắc đó, vị ấy có thể biết được tâm của cái người ấy hiện tại đang trong trạng thái nào. Ví dụ như một người có trạng thái của tâm từ, thì ánh sáng của họ, mà bây giờ
mình thích dùng từ hào quang, tùy quý vị thôi, muốn ánh sáng hay hào quang là tùy. Thì cái hào quang của họ đó nó sẽ có màu sắc khác. Còn khi một người sống trong tâm tham dục thì hào quang của họ sẽ có màu sắc khác. Một người sống trong tâm sân hận thì hào quang của họ sẽ có màu sắc khác. Đây là chuyện bình thường và đương nhiên. Nếu như quý vị muốn nhìn thấy thì có hai cách. Một cách khá tốn kém là quý vị đi kiếm những cái trung tâm nghiên cứu khoa học á, thì họ sẽ có các thiết bị chụp quang phổ với độ nhạy cao, và quý vị có thể chụp thoải mái và quý vị sẽ thấy ánh sáng nó phát ra từ con người. Còn cách ít tốn kém hơn nhưng mà tốn nhiều công sức, đó là tu tập tứ thiền hơi thở và sau đó tu tập và thiên nhãn thông thì quý vị có thể nhìn thấy. Thì điều này cũng tương ứng với cái câu hỏi về cái năng lượng, thì nó cũng y chang như vậy thôi. Đó thuộc về năng lực của tâm. Còn các nhà khoa học thì họ giải thích là thì nó là do cái nguyên tử rồi những cái phóng xạ hay này nọ, thì đó là cách giải thích của họ. Thì muốn giải thích theo kiểu tâm linh cũng được, mà giải thích theo kiểu khoa học cũng được, thì tùy. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cũng rất tri ân Đại Đức hiện tại, bởi vì câu trả lời thưa quý vị có dẫn chứng về khoa học hiện đại, cũng như là giải thích theo cái hiểu ở trong tâm tạng kinh điển Bali, nó rất phù hợp, cho nên là sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm thưa quý vị. Ở đây á, thì ký chính á, ký chính mà trả lời nha, thì Đức Hành Tệ trả lời nó rất là đầy đủ rồi, rất là đầy đủ rồi. Nếu lỡ quý vị nghe quý vị chưa có nắm bắt kịp, chưa hiểu lắm á, thì mình nghe lại, chỉ cần nghe lại thôi chứ không cần làm gì thêm nha. Ở đây á, thì sư chỉ có thêm cái lời khuyên cho quý vị, có nghĩa là khi mình thắc mắc là những cái mình thắc mắc những cái hiện tượng giống như là ở vùng hào quang aura này nọ, hay không, rồi cái việc mà đó, mình hỏi là dung lượng từ tâm của mình nó càng mạnh thì mình yêu đời có phải gì không đó, thì để Đức Hạnh Tuệ trả lời á là hoàn toàn là đầy đủ rồi. Nhưng mà bởi vì phải hiểu là qua cách trả lời á đó, đó qua cách trả lời của Đức Hạnh Tuệ mình phải hiểu là như vậy, là làm gì làm thì ngoài cái việc á mà quý sư trả lời cho mình đi mình giải tỏa, mình hiểu thêm á, không, nhưng mà cái cốt tủy quan trọng nhất á, vẫn phải hướng đến cái tu tập giải thoát thưa quý vị. Chúng ta phải hướng đến tu tập với định tuệ, không, tức là bát chánh đạo đó, cái đó mới là cốt yếu. Chứ mình đừng có, cái quan trọng nhất á, là quý sư luôn nhắn gửi vị á, nghe là vì tuy quý vị hỏi chỉ có những cái vấn đề mà nó không có thiên về cái không có thuần tí, thì gọi đó đúng hơn, không có thuần tí Phật pháp, và nó cũng không thiên về cái phương diện mà gọi là giống như là nó ly tham hay là nó hướng đi giải thoát lắm, nhưng mà quý sư vẫn trả lời để cho quý vị có niềm tin. Ít nhất quý vị có cái niềm tin, quý vị sáng tỏ đó, rồi quý vị mới nghe, rồi quý sư mới khuyên quý vị hướng đến tu tập giải thoát, quý vị mới nghe đó, quý vị mới hiểu là nó như vậy. Chứ đôi khi không phải là có nhiều người thắc mắc hỏi tại sao có những câu mà hỏi đưa câu hỏi là mà ông sư Tuệ Tường hay ông sư Hạnh Tệ, thấy nhiều câu hỏi nó cũng không có thuần tí Phật pháp lắm, rồi vẫn trả lời đó, cái mục đích là như vậy. Cũng như vậy cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.